Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại đang có một lô phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng thì cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em gửi hàng đến tận nhà. Trước khi thanh toán thì các bác được kiểm tra hàng xem có đúng mặt hàng mình đã đặt hay không, chất lượng và có đúng như em nói hay không. Ưng ý thì các bác mới phải nhận hàng và thanh toán tiền các bác nhé. Các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0936525998 và Zalo là 0983525862. Em sẽ đi vào một cái clip trước đi qua bên. Ở đây thì em đang có một clip của Ultegra 6800. Cái clip này thì thông số là 1125 các bác nhé. Hàng lướt đã qua sử dụng. Cái này em mua về là em chưa có vệ sinh, chưa có lau chùi gì cả. Nên là nhìn cái hình thức thì nó gọi là nó hơi dơ, hơi bẩn một chút các bác nhé. Đây, nó đen đen, nó xỉn vì nó ố theo thời gian, nhưng mà cái răng lợi thì còn rất là đẹp. Cái này thì bác nào kỹ tính thì mình về mình đánh rửa đi, còn không thì cứ để ở vậy, các bác dắt lên xe chạy bình thường các bác nhé. 1125 răng lợi này còn rất là đẹp. Bên Nhật thì chủ yếu người ta sử dụng mấy cái răng to ở trên này thôi. Đấy, còn răng ở dưới thì hầu như là người ta ít dùng các bác nhé. Đấy, ở Việt Nam mình thì các bác hay dùng những cái răng bé ở dưới này, thông số 1125. Cái chiếc này thì giá là 700.000. Em đánh mã số D1 các bác nhé, 700.000, 7 6 Ultegra 6800, sử dụng được cho những cái bộ group 11 lít của Shimano. Rồi bên đây em đang có một cái đồng hồ đo tốc độ các bác ơi. Cái thằng này thì nó là thương hiệu Magene, dòng này là dòng C406 các bác nhé. Đồng hồ này thì được em mua ở bên Nhật về, hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà cái hình thức còn rất là mới các bác nhé. Để cái chỗ để nó cài vào cái giá này các bác này, còn rất là mới, vuông, đẹp. Thằng này thì nó khá là nhiều chức năng, có đèn LED. Nó hiển thị được rất là nhiều chức năng các bác nhé. Nó đo được cả nhịp tim này, đo được cả vòng tua chân. Cái đấy thì các bác phải mua thêm những cái thiết bị ngoài, là các bác kết nối vào đây là dùng được hết các bác nhé. Nói chung là rất nhiều chức năng. Phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có một cái vỏ silicone này, một cái giá bắt đây. Sách vở hướng dẫn sử dụng các bác nhé, C406. Cái hộp của nó. Cái đồng hồ này các bác mua ở thị trường Việt Nam mình bây giờ đang bán tầm khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3 đấy, nó tùy số các bác nhé. Cái này thì em mua bên Nhật về, lướt rồi. Mà như mới thì em để các bác là 750.000. Mã này là mã số 2. Mã số 2, D2. Đó. Hàng xuất Nhật các bác nhé. 750.000. Cái thằng này thì cái này nó xài không dây các bác nhé. Nó bắt nó thu sóng GPS các bác nhé. Nên là không chỉ cần mỗi đồng hồ thôi là các bác sử dụng được. Không cần phải cái cục cảm biến, không cần cái nam châm như thế gì cả, nó là dòng đời mới sóng GPS. Rồi bên đây em đã có một đôi lốp các bác ơi. Đôi lốp này thì mã số 3. Em có một đôi lốp mà đây là một đôi nhát út các bác ơi, nhát út turbo. Đôi lốp này thì hình thức thì nó như mới quá nhé. Dòng này là dòng turbo Gripton 700 nhân nó hình như nó 700 nhân 26 thì phải. Để xem cái thông số này. Ben Solai. Không biết cái thông số nó để chỗ nào, nó hơi mờ một chút. Tìm mãi không thấy thông số các bác. Ở đây rồi. À, cái này là thông số bơm, nó bơm max là được 8,63 các bác nhé. Còn cái thông số 700 thì
Cái này nó để hơi mờ chút. Không biết là nó nằm ở cái chỗ nào luôn. À đây rồi các bác ơi. Ui giời, cái thằng này nó để nó mờ quá. Đây, 700 x 26 các bác nhé. Đây là một đôi lốp mà nói chung là nó là một cái model cao cấp của Ben Solar các bác ơi. Đấy, bác nào đang chơi Ben Solar này. Đó. Như mới luôn. Nói chung là hình thức nó chỉ thiếu cái hộp cho các bác nhé. Như mới. À, mình cứ đánh giá là nó tầm được khoảng 99% đi. Rồi. Lốp rất là ngon và rất chất lượng. Giá để các bác chơi là 1.750.000. Và sang bên đây em đã có một chiếc mũ. Em nó có một chiếc Kabuto Z các bác. Chiếc này thì hình thức còn rất là mới. Cái này nó có phản quang các bác này. Kabuto thương hiệu của Nhật các bác nhé. Ở trên mũ thì nó có những cái vết vết này gọi là vết đen đen các bác, vết bẩn các bác nhé, vết dơ vết bẩn thôi. Đấy. Hầu như là không thấy có xước. Nói chung là đây là một chiếc mũ rất là mới các bác nhé. Có phản quang này. Đó. Trọng lượng rất là nhẹ. Đây, chỉnh vòng đầu đây. Khóa đây. Cái này nó có size của hãng là size ML. Thì các bác vòng đầu khoảng 57, 57 đến 59 các bác nhé. 57 cho đến 59 là độ được chiếc mũ này, Kabuto thương hiệu của Nhật các bác nhé. Rất là mới. Chiếc này thì 1.280.000. Mã này là mã số 4. 1.280.000 các bác nhé. Rất là đẹp, rất là nhẹ. Thằng này lòng rất là sâu, độ rất chi là ôm đầu các bác nhé. Rồi tiếp đến xong bên đây em lại có một chiếc mũ nữa. Đấy, đây là một chiếc Bonsager các bác nhé. Cái khóa nó đây. Bonsager. Ở chiếc này thì 1.050.000, mã số 5. Cái này nó cũng có phản quang các bác này. Phản quang đây. Hình thức còn rất là đẹp các bác nhé. Chiếc này thì nó có size là size ML, vòng đầu từ 55 cho đến 61. Chiếc này đời cũng cao đây, 2020 các bác nhé. Cái khóa ba nó này. Cái khóa ba của cái thằng này thì các bác phải ấn các bác nhé. Đây, các bác muốn chỉnh cái khóa ba của nó các bác ấn xuống xem các bác vặn các bác nhé. Ấn này. Ấn cho nó mở cái lẫy ở trong ra xong các bác vặn thì mới được các bác nhé. Đấy, muốn vặn thì phải ấn nó xuống. Ấn nó vào. Đó. Rồi, hình thức còn rất là mới, giá rất là mềm mại, thương hiệu lớn. 1.050.000. Mã số 5. Rồi sang đây em có một chiếc mét các bác ơi. Một chiếc mét, dòng này là dòng mét gì vale các bác nhé. Đây là một cái mô đen, có thể nói là đẹp các bác ơi. Siêu đẹp các bác nhé. Đây cái màu của nó các bác ơi. Màu siêu đẹp luôn. Mẫu này là mẫu 2023 các bác nhé. Nó sơn phủ bóng cái đuôi của nó này. Những cái chiếc mũ mét thì nó quá nổi tiếng rồi. Này thương hiệu của Ý các bác nhé. Chỗ này là tem nó 7 màu này. Này có trang bị công nghệ MIP, công nghệ chống va đập các bác ơi. Chỉnh vòng đầu đây. Cái này thì nó mới, nó chỉ thiếu một cái hộp thôi. À, xuất Nhật, em mua bên Nhật về các bác nhé. Ở chiếc này thì nó có size của hãng là size M. Vòng đầu từ 56 cho đến 58 các bác nhé. Size M, vòng đầu 56 58. Đấy, mẫu 2023 các bác nhé. Đây các bác. Sách vở hướng dẫn đấy. Đó. Đó. Siêu đẹp luôn. Coi. Mẫu 2023 nó chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi. Cái này thì 2.900.000 các bác nhé.
chung là giá thì nó tùy theo năm các bác đấy. Có những chiếc thì nó cũng mới thiếu cái hộp, nhưng mà nó sản xuất ví dụ như là 2020 2021 thì giá nó mềm hơn chút. Cái này là mẫu mới nhất 2023 các bác nhé. Mã này là mã số 6. Mã số 6. 2023 thì chắc chắn là giá trị nó phải cao hơn là 2020 2021 chẳng hạn như thế các bác nhé. Màu quá đẹp luôn. Mã số 6. Rồi sau đây em có một chiếc yên các bác ơi. Em đang có một chiếc yên dòng này là dòng Xeolê SMP Extra các bác nhé. Cái dòng Extra này thì cái gọng của nó các bác nhé. Gọng nó là gọng thép không gỉ các bác nhé. Cái dòng này thì nó có một đời nữa là nó cái gọng của nó là bằng thép. Nó thép mà nó sơn màu đen các bác. Cái loại đấy thì nó sẽ bị gỉ. Nhưng mà cái thằng này thì nó là thép không gỉ các bác nhé. Đây. Ở cái ngoài cái gọng này thì nó có phủ một cái lớp mà nó một lớp sơn màu bạc này các bác. Cái này có thể cạo ra được các bác nhé. Đấy, nó bắt lên xe rồi nên là nó cũng có những cái vết, nó bong cái vết sơn màu bạc này các bác này. Cho lên. Thằng này thì 100% là sản xuất thủ công tại Ý các bác nhé. Dòng này thì siêu êm luôn. Siêu êm các bác nhé. Đấy, giá là 1.350.000, mã này là mã số 7. 1.350.000. Cái này thực tế chủ cũ người ta mới ngồi tầm, hình như em nhớ không nhầm là họ bảo là mới ngồi có khoảng 4-5 lần gì đấy. Mua mới các bác nhé, mua mới và ngồi khoảng 4-5 lần gì đấy, nó không vừa mông nên là người ta bán. Hình thức thì còn rất là đẹp. Thằng này thì siêu êm luôn. Đấy, bác nào ngại mà quần bỉ thì chơi những cái yên như này. Đây, ở đây thì em thấy có một cái vết này, vết nhẹ này các bác này. Đó, tí tỉ thôi. Thằng này nó bằng mút, xong là ở ngoài nó tráng một cái lớp rất là mỏng thôi. Nó tráng một cái lớp nhựa silicone rất là mỏng ở ngoài các bác nhé. Mã số 7, 1.350.000. Cái này thì thông số của nó là 14 các bác nhé. Cái chiều dài thì là 27 cm. Rất là đẹp. Giá rất là mềm mại các bác chơi. Dòng này là dòng extra các bác nhé. Gọng này là gọng thép không gỉ. 1.350.000. Mã số 7. Rồi sang đây em có một đôi lốp. Một đôi lốp Banana Sơn. Đây là một cái đôi lốp thương hiệu của Nhật, mới đi Japan các bác nhé. Cái thằng này thì cái trọng lượng của nó siêu nhẹ luôn, 200g, 700 x 25 cm các bác nhé. Đó, nó làm cái hộp rất là đẹp. Cái này nó 7 màu quá, phản quang 7 màu quá nhé. Một đôi lốp đẳng cấp của Nhật các bác nhé. Giá là 2.200.000 các bác ơi. 2.200.000 các bác nhé. Sản xuất tại Nhật. Quá đẹp luôn. Đó. Những cái đôi lốp rất là đắt tiền, thương hiệu lớn, ví dụ như thằng con Tiger nó với 5.000. Nếu mà 700 x 25 cm thì nó nặng tầm là khoảng 220-230g gì đấy. Nhưng mà thằng này thì nó còn nhẹ hơn. 200g. Quá nhẹ luôn các bác nhé. Giá 2.200.000. Mã này là mã số 8. Cái này nó xài vỏ ruột các bác ơi. Xài vỏ ruột các bác nhé. Mã số 8. Rồi sau đây em có một cái kính. Một cái kính UVEX. Cái kính dòng kính UVEX này thì nó là thương hiệu của Đức. Đấy, cái đội đua đang sử dụng những chiếc xe Coupe. Coupe của Đức các bác. Đã đang dùng cái thương hiệu kính này, nó của Đức luôn. Đây có sách và hướng dẫn sử dụng này. Sản xuất Nhật các bác nhé. Sách vở đây. Mới đập hộp luôn. Còn đây là cái kính. Màu rất là đẹp các bác nhé. Cái thằng này thì đeo nó rất rất chi là ôm mặt các bác nhé, ôm sát là sạt vào mặt luôn các bác.
Em đeo kính là cái lọt lòng của nó là 14, thì thằng này em đeo là vừa đẹp luôn. Đúng 14 luôn các bác nhé. Lọt lòng 14. Em đeo thằng này là vừa đẹp luôn. Những cái chiếc kính mà nó cái mắt nó màu như này các bác nhé. Các bác đi về là các bác rửa rửa nước, rửa hết, rửa cả cái phần trong này các bác nhé. Rửa hết này. Đấy, cái chỗ này này các bác này. Nói chung là rửa hết cả cái kính đi, sau đó các bác phơi khô. Đấy, rồi các bác cất đi. Đấy, trong cái quá trình mình đeo mình sử dụng ấy thì mồ hôi các bác nhé. Mồ hôi nó bám vào cái mắt này. Rồi là cái phần gọng. Đấy. Thì mồ hôi nó mặn rồi các bác. Mình đeo một thời gian là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cao su này. Đấy, mình về mình rửa hết cái mồ hôi đi thì cái kính nó rất là bền các bác nhé. Quá đẹp luôn. Cái này thì bác nào có khuôn mặt lớn lớn một chút kiểu kiểu như em đeo thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Nói chung là lên mặt nó đẹp lắm, sướng lắm. Đấy, cái chiếc này thì giá để các bác chơi là 1,8 triệu. Đấy, hàng xuất Nhật, thương hiệu của Đức, 1,8 triệu. Mã này là mã số 9. Mã số 9. Ở sang bên đây em có một cái yên. Một cái chiếc yên của Bazoloco. Thằng này nó sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Thương hiệu lớn. Thương hiệu lớn các bác nhé, thương hiệu của Ý. Thằng này rất là êm các bác nhé. Cái mút của nó rất là êm và cái đặc biệt là cái dòng này cái da của nó rất là bền luôn. Và do logo. Cái này thì cái size size của nó là 14. Có chiều dài thì nó khoảng 27 cm quá nhé. Form rất là đẹp. Mút của nó rất là êm quá, thằng này ngồi sướng lắm. Lâu lắm rồi em mới lại gặp được cái dòng này để em mua. Năm ngoái thì em bán nhiều, năm ngoái thì giá nó cũng khá là cao hơn 1 triệu cái. Đấy, năm nay thì giá nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Là các bác mua được một chiếc yên mới, thương hiệu và logo của Ý, sản xuất Đài Loan quá nhé. Cộng này là dòng Pro SIN 830.000, 830.000 một chiếc yên này, các bác nhất hàng xịn của Pro, thương hiệu của Ý, sản xuất Đài Loan mới 100% luôn. Mã này là mã số 10. Mã số 10. Rồi bên đây em đang còn hai mẫu bình nước các bác ơi. Đây. Cái mẫu này thì nó là thương hiệu Tắc X các bác nhé. Tắc X. Đời mới nhất 2024 các bác nhé. Bản bản đội đua Quick Step sử dụng những chiếc xe Benz Slide SUV các bác. Dung tích là 550 ml, hàng xịn các bác nhé. Hàng chính hãng tài trợ cho Tour de France 2024 các bác nhé. Đó. Sản xuất tại Hà Lan. Dung tích là 550 ml, nó chịu được nhiệt độ tối đa là 40 độ C các bác nhé. Giá là 350.000 một cái. Chiếc này thương hiệu Tắc X. 350.000. Thằng này thì nó là Elite, thương hiệu của Ý. Thằng này thì nó sản xuất tại Croatia, dung tích là 550 ml, cũng chịu được nhiệt độ là 40 độ C, nhựa dẻo các bác nhé. Thằng này nó là nhựa tự phân hủy được nên là nó không bị ảnh hưởng đến sức khỏe các bác nhé. Lấy nước ở đây rất là tiện. 350.000 một cái, dung tích 550 ml. Bản này thì tài trợ cho đội đua Canyon, sử dụng chiếc xe Canyon các bác nhé, mẫu 2024. Đó. 350.000 một cái. Các bác lấy cái nào thì nói chung là nó có hai cái và hai màu khác nhau. Đấy, em chỉ còn có hai mẫu thôi. Bữa trước em về nhiều lắm. Về đâu 100 cái là bán hết rồi. Chỉ còn có hai mẫu thôi. Ở sau đây em đang có một đôi giày. Một đôi giày CD các bác ơi. Một đôi giày CD size 40.5. Chân là 25,25 các bác nhé, sản xuất tại Romania. Thằng này thì nó ba dáng rất là tiện các bác nhé. Màu trắng đẹp.
Đế carbon size 40 1/2. Dòng này thì nó là dòng cho xe đua các bác nhé. Cái này thì nó là hàng trưng bày các bác ơi. Hàng trưng bày trong cửa hàng. Chưa dùng. CD thì nó nổi tiếng là bền, mỗi cái thì cái trọng lượng nó hơi nặng chút thôi. Đấy. Bác nào ăn chắc mặc bền thì chơi CD các bác nhé. Nó bền lắm. Nói chung là nếu mà nói về giày thì cái độ bền thì CD nó đầu bảng, không thể nào qua được nó các bác nhé. Em bỏ cái lót này. Đấy, cái lót của nó là 24,5. Đấy, bác nào chân của 24,5 là ok các bác nhé. Đấy, nó để là 25,25 các bác này. Mà em đo cái lót là 24,5. 24,5. Cái này thì chắc là nếu mà bẻ cong hết ra thì đây nó vào đây. Tức là chân các bác là một khoảng 24, 24, 24,5 rồi đấy các bác nhé. Là ok. Cái này cái chỗ to nhất của nó là 8,3 cm. Cái size của CD này thì nó chân phải thon và nhỏ các bác nhé. Rồi các bác đang đi những cái chiếc những cái đôi giày Shimano hoặc là Edgewood. Đấy. Mà các bác đang đi 39 thì các bác đi lên 40 là ok các bác nhé. 40 của CD là ok. CD lúc nào nó cũng phải đi lớn hơn một size so với những cái hiệu khác. Thằng này thì 40,5 thì nó sẽ rộng hơn là size 40 một chút các bác nhé. Bác nào đang đi 40 của CD mà cảm giác nó hơi chật một chút ấy, hơi chật ngang này, thì các bác mua lên 40,5. 40,5 thì cái chỗ ngang này là nó rộng hơn một chút so với 40 các bác nhé. Đây, phụ kiện cứ đầy đủ hết, sách vở. Đây, đôi này thì hôm nay giao lưu các bác là 1.750.000. Mã này là mã số 11. Mã số 11 các bác nhé. Đây, em vừa lên giới thiệu các bác một lô phụ kiện. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936525998, Zalo là 0983525862. Em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.